Nhiều chuyện ma quái phủ trùm khu vực bị sóng thần tàn phá tại Nhật Bản. Tin Higashi Natsushima, Shinichi Yamada đã may mắn thoát chết trong cơn sóng thần tàn phá Nhật Bản cách đây 2 năm về trước. Khu vực vùng bờ biển Đông Bắc nước Nhật đã bị nước biển tràn vào trong cơn sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã làm cho hơn 20.000 người chết hoặc mất tích. Nhưng khi ông Yamada mang hai bức tượng Phật mà ông đã tìm thấy trong đống gạch vụn chỉ vài tuần lễ sau khi thiên tai xảy ra, ông cho biết đời sống của ông đã trở nên tệ hại hơn. Hai đứa con của ông bất ngờ ngã bệnh và ông cảm thấy như những con oan hồn lúc nào cũng theo ông khi đang ở trong nhà. Ông nói ông đang nằm ngủ trong phòng ngủ, ông cảm thấy như bị bóng đè, có kẻ đè lên ngực ông. Ông này hiện đang sống tại làng có tên là Higashi Matsushima. Câu chuyện của ông Yamada là một trong rất nhiều câu chuyện ma quái được thuật lại trong khu vực này. Người dân kể lại rằng họ đã nhìn thấy những bóng ma đứng xếp hàng ở một siêu thị, cho dù nơi đây đã bị ủi sập và chỉ còn lại đống gạch vụn. Ngay cả những tài xế taxi cho biết họ tránh không đón khách ở khu vực này vì sợ gặp ma. Ông Yamada đã phải nhờ đến một thầy cúng ở địa phương có tên là Kensho Azawa. Người này nói ông đã nhìn thấy nhiều oan hồn không có đầu, không có tay hoặc không có chân. Có cả những oan hồn chỉ còn một nửa thân thể. Quá nhiều người chết trong cơn sóng thần mà xác của họ không tìm thấy được, nên họ vẫn đang lãng vãng ở nơi này vì không được cúng kiến cho để siêu thoát. Bà Azawa còn cho biết bà được người dân mời đến để cầu hồn gần như mỗi ngày. Nhiều gia đình nhờ bà tìm kiếm những người thân đã bị mất tích. Một thành phố khác cách đó 10 cây số là Ishinonaki. Bác sĩ Keizo Hara đã tỏ ra không tin về việc này. Ông nói đây chỉ là những ám ảnh của người dân sau một trận thiên tai nặng như vậy, và họ chỉ bị ảnh hưởng về vấn đề tâm lý mà thôi. Tuy nhiên, ông nói phong tục người dân Nhật Bản vẫn là tin vào một điều gì đó thần bí và không muốn nhờ đến khoa học để chữa trị những bệnh về tâm thần. Các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo hiện đang là những phương cách mà dân chúng chạy tới để tìm sự an ủi. Mỗi tuần đều có những buổi lễ có đủ mọi tôn giáo đến để tổ chức cho người dân ở đây cầu nguyện để tìm sự an bình cho tâm hồn. Một phụ nữ 73 tuổi nói mỗi lần bà nhìn thấy hình ảnh của con sóng thần chiếu trên truyền hình, bà lại nhớ lại những như in những gì đã xảy ra cho bà vào ngày đó. Riêng đối với ông Shinichi Yamada, ông cho hay đã mang hai bức tượng Phật trở lại chùa và từ đó ông không còn thấy bóng ma trong nhà nữa. Con của ông cũng đã giảm bệnh. Ông tin rằng những oan hồn theo chân ông đã siêu thoát.